Lâm Khánh Chi chỉnh ảnh lố quá, nhưng còn sót phần mở ngay nách kia chị. Cõi mạng sửng sốt khi nhìn thấy ảnh gốc của bức hình công chúa của Lâm Khánh Chi đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ngày 20 tháng 7, Lâm Khánh Chi đăng tải hai bức ảnh khi cô tham gia một sự kiện thời trang với video từ công chúa. Tuy nhiên, người đẹp bị công chúng chất vấn rằng cô đã chỉnh sửa lố đến mức nhận không ra. Đây không phải lần đầu tiên Lâm Khánh Chi nhận về phản ứng trái chiều về việc sử dụng các phần mềm làm đẹp ảnh. Cách đó không lâu, một hình ảnh thiếu Photoshop của Lâm Khánh Chi khi đang livestream bị phát tán trên mạng xã hội. Điều này khiến người đẹp nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng đưa ra lời giải thích đối với ngoại hình kém lung linh của mình. Hiện nhan sắc của Khánh Chi là đề tài muôn thuở bắt cười ghê. Dìm hàng tôi hoài vậy hết lần này tới lần khác, thiên hạ gặp tôi ở ngoài ai cũng nhìn thấy mặt mộc tôi mà. Bớt bớt lại nhé. Livestream không trang điểm, để mặt mộc, không sử dụng ứng dụng thì da nó không trắng là chuyện bình thường. Chụp dìm hàng người ta hoài luôn, ai gặp Khánh Chi ở ngoài rồi cho xin bình luận nhé.